tất cả các em. Và hôm nay chúng ta cùng đến với kênh Kiss My để cùng mở hộp bộ đồ chơi xe tải đa năng. À, xe tải hạng nặng nha các em. À, chúng ta cùng xem đây là bộ đồ chơi mà anh sẽ giới thiệu cho các em vào ngày hôm nay. Chúng ta xem có gì nào. À, đây là một chiếc xe tải. Đây, đây chúng ta có một chiếc xe tải này, màu xanh rất là đẹp. Wow, nhìn sơ qua thì chiếc hộp đồ chơi này rất là hấp dẫn, bởi vì chúng ta nhìn vào là đã muốn mua rồi. Thế thì gọi là hấp dẫn nhé. Nào, đây là tên của bộ đồ chơi này, xe tải hạng nặng Super Truck. À, Truck có nghĩa là xe tải, còn Super là siêu. Super Truck có nghĩa là xe tải hạng nặng. Và còn chờ gì nữa, chúng ta cùng khui tem bóc hộp xem nào. Để xem nào, cái kéo của chúng ta đâu. À, đây rồi, cái kéo đây rồi, đã tìm thấy cái kéo. Và cái kéo của chúng ta đây, đâu rồi. Đây, chúng ta cùng bóc tem sản phẩm cắt ra nha. Đây là cái chỗ băng keo để dán. Đây, đây chúng ta cắt ra nào. Để xem, à không, còn nữa. À, ra rồi. Đây, cái gì đây vậy? Cái gì đây? Xe tải hạng nặng, wow, nhìn đẹp quá nha. Rồi chúng ta còn bỏ cái hộp qua một bên. Và ở đây chúng ta có gì nào? Đâu, chúng ta cùng xem cái xe tải của chúng ta nào. À, chúng ta có gì ở đây nào? Một chiếc xe tải. À, cái xe này rất là lớn. Wow, nhìn tuyệt vời chưa? Xe này có rất là nhiều bánh luôn. Đâu, để xem. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là mỗi bên đều có 5 cái bánh. Có nghĩa là xe này có 10 cái bánh nha các em. Wow, nhìn chiếc xe này thật là to lớn. Wow, để xem chúng ta có gì nào. Đây, à, chiếc xe này còn chở thêm 1, 2, ở bên trong này chúng ta có 3, 4, 4 chiếc xe con này nữa nha. Chúng ta cùng thả xe con xuống nào. Đây, wow, xe con đi đường nào xuống đây. À, để xem nào. À, đây là một cái cầu. Wow, xe con ơi, xe con đi xuống nào, cho ô tô đầu tiên đi xuống. Yeah, ô tô đã đậu rồi, ô tô thứ hai đi xuống. Wow, ô tô thứ hai đã đến đích rồi. Yeah, rồi bây giờ làm sao cho cái xe này xuống đây. Và xe con của chúng ta xuống này. Đây, 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 đây. Wow, thêm một chiếc xe nữa xuống nào. Đây, một chiếc xe nữa xuống. À, đây rồi, chúng ta có 4 chiếc xe con. Wow, nhìn thật là xinh xắn, dễ thương phải không nào. 4 chiếc, 4 màu. Đây là vàng, xanh, đỏ và xanh lá. À, chúng ta cùng xem chiếc xe mẹ nào. Đây là một chiếc, à, đây là một cái đầu xe màu xanh này. À, xe này kiểu như là xe kéo nè các em. Đây chính là một chiếc xe kéo. Nó chỉ có chiều dài như thế này thôi. Nó chỉ có một cái đầu và một cái đuôi dùng để gắn thêm một cái đuôi xe vào để nó kéo. Đây nhé các em, đây cái chỗ này chính là chỗ để gắn này. Wow, nó còn nếu không thì chúng ta có thể gỡ cái này ra, nhưng cái này mà gỡ ra thì sẽ hư mất nên này sẽ không gỡ đâu. Cái đầu xe thì có tới 6 chiếc bánh này, cái đuôi thì có 2 chiếc bánh thôi. Cái đầu xe có những chiếc đèn màu bạc rất là đẹp. Cái đầu xe này có một chiếc kính này. À, không phải là có một chiếc kính mà là có tới ba lớp kính màu bạc ở trước và hai bên. Wow, đây là XR, chắc là tên của hãng xe đó thì phải. Chúng ta có hai cái cây gì giống như là cây anten đó nha. Nhìn cũng khá là đẹp đấy. Wow, chúng ta cùng xem nào, còn gì đặc biệt nữa không. À, cái đuôi này có thể gỡ ra được này, anh vừa mới gỡ cái đuôi ra này. À, đuôi xe này có thể gỡ ra nha các em. Đây chính là chiếc hình dáng của chiếc xe kéo thực sự. Nó chỉ có như vậy thôi, chúng ta có thể gắn thêm đuôi vào. Đây, xe chạy mất tiêu rồi. Chúng ta cùng xem cái đuôi xe này có gì đặc biệt nha. À, đây, cái đuôi này có thể gỡ ra được này. Đấy, thấy chưa. Wow, ở đây chúng ta có cái đuôi này như thế nào đây nha. À, cái này hình như là không gỡ ra được phải. Gỡ ra được không ta? À,
cái đuôi xe này thì như vậy thôi. Chúng ta có hai cái đường và chúng ta sẽ không có gỡ hai cái đường này tách riêng ra được. Anh đã thử gỡ và không gỡ chúng ra được. Nhưng mà nhìn rất là đẹp. Chúng ta có một cái đuôi xe dùng để chở. Đây là hai cái đường này, cái đường này và cái đường trên này dùng để các xe con lên trên rồi kéo nó đi. Và wow, chúng ta cùng gắn lại xem nào. Này, đây thấy chưa? Đang gắn lại này, đó, đó chúng ta là gắn vào rồi. Thế là chiếc xe lại trở lại như bình thường. À không, đâu gắn gắn chưa kỹ nên là nó đã bị bung ra rồi các em ơi. Phải gắn kỹ vào. Đấy thấy chưa, bây giờ là gắn kỹ rồi này. Đấy thấy chưa, đó cái khớp nối gì đây. Đấy, chúng ta cùng để chiếc xe ở dưới đây nhé. Và chúng ta cùng xem những chiếc xe con nào. Đây là một chiếc xe con màu xanh. Chiếc xe con này có số 2, chắc là xe đua ấy nhỉ. Đây là cái gì đây, cái biển có chữ MLTN, không biết là gì. Ở đây có một cái biển hiệu Super AOK, cũng không biết là gì luôn. Wow, chiếc xe này đằng sau có những cái đèn này màu xanh với màu vàng, màu đỏ với màu vàng, nhìn khá là dễ thương. Wow, chiếc xe con này nhìn dễ thương nha. Cái bánh xe nhìn rất là giống thật. Bánh xe này có màu bạc này, anh rất thích những chiếc bánh xe nào bên trong có màu bạc như vậy, nhìn rất là giống thật. Chúng ta cùng để chiếc xe con này lên đây xem nào. Chúng ta cùng xem chiếc xe kế tiếp. Chiếc kế tiếp cũng là một chiếc xe màu xanh. Và chiếc xe này có gì đặc biệt nào? Ở trên nóc xe có một cái logo gì đây? Galen nè. Chắc là tên của cái gì đó. Rồi, và ngoài cái logo ở trên nóc xe chúng ta còn có cái gì nữa? Wow, cái... Và ở đây chúng ta có một chiếc xe màu xanh. Ở trên có một cái logo Galen gì đây? Anh cũng không biết đây là gì. Chắc là tên của chiếc xe này chăng? Ở đây là... Đây là mặt trước của cái chiếc xe này. Mặt trước trông ngộ nghĩnh nha. Chiếc xe này hơi giống giống một chú rùa. Nhìn cái mai cong này. Mặt trước là có chữ chất này. Ở đằng sau của xe cũng có chữ chất luôn. Wow, chiếc xe này dễ thương nha. Những chiếc bánh xe rất là dễ thương. Wow. Đấy thấy chưa, xe này lăn này, lăn bánh đi xe ơi. Đấy thấy chưa. Wow. Rồi chúng ta cùng để chiếc xe này sang một bên. Chúng ta cùng xem chiếc xe này nhé. Chiếc xe này là một chiếc xe màu xanh dễ trời. Và chúng ta xem nào, chiếc xe này có gì đặc biệt. Đây là một chiếc xe mui trần này, không có mui này. Có hai ghế cho hai người ngồi này các em. Đây là một chiếc xe đua có chữ racing này. Ở bên cạnh cũng có chữ racing và số 3, chắc là xe đua số 3 này. Ở đằng sau cũng có racing và số 3 luôn. Còn đây là cái biển gì đây? Đây là cái biển gì đây? Đây chắc là cái tên của xe nha. Chiếc xe cũng dễ thương, bánh xe cũng rất đẹp. Và chúng ta cùng đặt chiếc xe này xuống. Và chiếc xe cuối cùng nào. Chiếc xe cuối cùng của chúng ta là một chiếc xe màu đỏ. Màu đỏ này nhìn rất là đẹp. Xe này có gì đặc biệt nào? Ở đây có một chữ F này, ở trên xe có một chữ M. Dường như chiếc xe này không phải là xe đua các em ơi. Đằng sau có chữ hot. Chiếc xe này chắc là một chiếc xe để chạy đi chơi gì đó thôi, không phải là xe đua. Có bốn chiếc bánh xe rất xinh. Và chúng ta cùng xem lại bộ xe hôm nay của chúng ta nào. Đây là một chiếc xe kéo. Chúng ta để chiếc xe kéo xuống đây. Đây là một chiếc xe du lịch. Chúng ta để chiếc xe vào đây nhé. Còn đây, đây là một chiếc xe đua. Wow, xe đua dễ thương, xinh xắn. Và chúng ta để lên đây. Và còn hai chiếc xe nữa. Hãy mở cửa ra cho xe lên nào. Chiếc xe đã chạy tới rồi nè. Wow, đây là một chiếc xe gì thế này? Chiếc xe màu xanh. Không phải là xe đua, nhưng mà cũng cứ cho lên nào. Wow, chiếc xe đã từ từ lăn bánh. Ô, sao lại chạy xuống rồi? Chiếc xe ơi, lăn bánh lên. Chiếc xe đã đi vào vị trí rồi. Wow, chúng ta còn một chiếc xe cuối cùng.
Và đây là một chiếc xe đua. Chúng ta cùng cho xe chạy vào nào. Đây, xe đang chạy. Xe ơi, chạy vào đi, chạy vào đi, chạy vào. Xe ơi, chạy vào nhà nào. Đây, xe đang chạy lên. Vào nhà rồi, vào được nhà rồi. Xe đang sắp bị tụt xuống kìa. Thôi, phải đóng cửa lại nhanh thôi. Đóng cửa lại nè. Đâu rồi, cửa đâu, đóng lại. Đã đóng cửa lại rồi, wow. Cửa đã được đóng xong, vậy là cái xe đã an toàn ở trên xe kéo rồi. Vậy giờ chúng ta cùng kéo xe. Và xe kéo của chúng ta cùng chạy xe nào. Đấy, thấy chưa, vòng lại. Xe dài quá nhỉ. Xe này sao lại thích lao ra thế nhỉ. Phải đứng im vào vị trí chứ. Đấy, cho xe kéo chạy thử vài vòng. Đấy, lùi này, xe kéo lùi lại này, xe kéo chạy tới này. Đấy, thấy chưa, xe kéo đang lùi, xe kéo lại chạy. Và xe kéo quanh đầu. Xe này rớt ra rồi. Đấy, xe kéo quanh đầu lại. Đấy, thấy chưa, xe kéo lại chạy. Cái xe này hay rớt ra thế nhỉ. Đấy, cứ quanh đầu là rớt ra. Rồi xong, thế thôi. Được rớt ra nữa nghe chưa. Đấy, xe này sắp leo xuống đất rồi. Và đây là bộ đồ chơi xe tải đa năng của chúng ta. Không phải xe tải hạng nặng như các em. Đây là bộ đồ chơi xe tải hạng nặng.